Khoảnh khắc mà tôi tự hào nhất đó là bắt gặp những con người CBM tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến hết sức mình cho công việc nhằm tạo ra những sản phẩm tốt đẹp nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất tự hào khi được chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình để cho các em có thêm nhiệt huyết làm việc, có thêm cái tinh thần phản biện nhằm tạo những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. Điều khiến tôi cảm thấy tự hào khi được làm việc tại một công ty không chỉ chú trọng tới sản xuất kinh doanh mà còn luôn quan tâm tới trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Chung tay hỗ trợ các trẻ em nghèo tới trường hay giúp đỡ các bé có chi phí mổ tim là một trong số những hoạt động thiện nguyện thường niên của CBM. Tôi tự hào khi làm việc với các đồng nghiệp rất tận tâm, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư. Đồng hành cùng với nhau, tôi tin rằng CBM có thể thực hiện được mọi công trình.